em thiện à, xin chào các bác ạ chào toàn thể anh chị em thì hôm nay em mời toàn thể cả nhà cùng ngắm mầm gốc ngắm mầm gốc ở vườn em và tâm sự đôi chút với toàn thể các bác về thị trường Lan năm nay thì anh chị em thấy là thị trường lan năm nay thì cực kỳ là sôi động đúng không cả nhỉ? sôi động từ tết ra một cái là những cái cây lan dòng là đột biến những cây mà đi vào tiềm thức đi vào quốc dân thì nó đã tăng giá chóng mặt theo từng ngày ví dụ như là cây năm cánh trắng uh, HO này, cây hồng yên thủy này, cây hồng xòe này, minh châu này, á hậu này, đấy, bạch tuyết này, đấy là những cây đấy thì vẫn là những cây tiềm lực kinh tế nhất trong uh, năm 2020 và em nghĩ là năm 2021 này, nó cũng sẽ là cây tiềm lực kinh tế chủ lực của năm 2021 nhé cả nhà nhé. Thì anh em thấy rồi, thì hoa khi trong tết ấy, năm cánh trắng HO thì là tờ, thời, gian này thì gần như là được săn lùng mạnh nhất vượt trội lên trong tất cả các giống khác thì từ tết là năm cánh trắng HO nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu một sen thì sang đến thời điểm này là tầm 15 tháng chạp thì nó rơi vào độ khoảng 6 triệu, 5 triệu và 7 triệu Của cây đẹp lên tới 8 triệu một sen rồi. Thì lý do của năm cánh trắng HO nó lên giá trước tiên so với những với các giống kia cái giống khác là năm cái trắng HO nó đi vào hàng à, quốc dân nhưng mà hàng mặt tiền là thấp nhất so với những cái cây lan khác nhé cả nhà nhé so với dòng hồng yên thủy với những cây tầm cao hơn thì là HO nó giá nó hợp lý hơn để anh em mới chơi đầu tư vào cho nên là nó sẽ lên giá trước và ưu điểm của năm cánh trắng HO như anh em đã biết là năm cánh trắng HO nó bổ trợ cho người mới chơi rất là tuyệt vời về cái thể lực của cây lan rất là khỏe cây năm mình trắng hu nó cực kỳ khỏe và dễ làm kỳ đối với anh em mới chơi mà chưa biết làm kỳ hay là chưa biết làm mầm gốc chưa biết kích kỳ thì năm trắng HO nó sẽ bổ trợ cho anh em về cái phần yếu hơn về cái mặt đấy bởi vì cây năm trắng HO rất là khỏe đa số là nó hay lên từ 2 đến 3 mầm gốc với bất kỳ một loại thuốc nào anh em phun hay là bôi vào mắt gốc và dòng 50 trắng HO là dòng dễ làm kỳ nhất trong tất cả các loại lan hàng va mà em từng thấy Gần như là kích bằng bất kể một loại thuốc nào 50 trắng HO nó vẫn lên rất là khỏe mạnh phải không nhỉ? Lên cực kỳ khỏe mà gần như là kích một mắt Nó lên đều một mắt Thì nó sẽ giúp cho toàn thể anh chị em mới chơi chưa biết kích kỳ Có thể là dùng tất cả các loại thuốc như kiểu là duy xanh, bờ rồ, duy đỏ cũng như là ngọc linh thì đều có thể là kích kỳ và phát triển ki rất là khỏe đẹp dễ chăm sóc không sợ ra hoa thì là cây ho nó đạt được hết những cái yếu tố đấy để phục vụ cho anh chị em mới chơi thì vào trong cái thời điểm này là anh chị em mới chơi là chọn cây ho rất là mạnh để em sang bên này em quay ho anh em xem với cả nhà nhá đấy ho nó cực kỳ khỏe luôn Nếu ra, và giá cây thì bây giờ nó thay đổi theo từng từng cây nhé cả nhà nha Đối với những cái cây sai ngắn thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đối với những cây sai ngắn thì giá nó cao hơn khá là nhiều cái sai nhỏ và nhất là những cái cây mầm gốc nó đang lên. Mầm gốc nó đang lên thì những cây lên hai mắt nó sẽ được giá hơn khá là nhiều so với những cái cây mà nó lên một mắt hoặc là lên chưa chưa lên mầm gốc nhé các bác nhé lên mầm gốc lên cả nhà này Đây, em đang quay hết cả lừa xem có nhanh quá hay không đây này các bác này đây này các bác này nó đang lên rất là mạnh thì đối với những cây mà hiện giờ mà nó đang lên chưa lên mầm gốc và những cái cây mà nó đang lên một mầm gốc hoặc cây lên hai mầm gốc và cây lên ba mầm gốc thì giá cây của nó sẽ theo nó sẽ theo từng cây nhé nó sẽ theo từng cây nhé cả nhà nhé nó sẽ theo từng cây ví dụ như cây mà nó lên hai mầm gốc thì anh em đảm bảo là mầm gốc nó đã lên sẵn rồi thì chắc chắn là giá của nó sẽ lên chênh lệch lên 500 một triệu một sen là chuyện quá bình thường bởi vì sao em thiện nói như vậy vì là khi mà mầm gốc nó lên hai mầm gốc hoặc là ba mầm gốc thì anh em đã ăn chắc được cái bộ mầm gốc nghĩa là mình đã ăn chắc được rồi ví dụ như hai mầm gốc như này Đấy, anh em đã ăn chắc được rồi lên những không bao giờ là lo lên một hay là không may lên hay bị xiên ăn hay là bị thối mầm gốc hay như thế nào cả thì những cái cây đã lên mầm gốc nó sẽ đắt hơn những cái cây mà chưa lên mầm gốc một giá cũng có thể là lên tới hai giá là chuyện bình thường và đối với những cái cây mà thân to béo nhé các bác nhé nó sẽ đắt hơn những cái cây thân nhỏ một hai giá nó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường cho nên là đôi khi anh em có thể là tranh luận về cái giá của cái, cái cây lan của mình ấy. có cây cùng một cây ho nhưng mà có cây đắt hơn ví dụ cây 5 triệu sen hay cây 6 triệu một sen thì nó sẽ phụ thuộc vào thân hình của cây và mắt gốc của cây nó đã lên ví dụ như bây giờ anh em mà bỏ ra mua cây nó đã lên hai mắt gốc như thế này rồi thì anh em ăn chắc hai mắt gốc này ví dụ như cây mà chưa lên mắt gốc nào nó chỉ cần lên một mắt gốc thôi thì cuối năm một mắt gốc nuôi chỉ được một mét Đấy. Và nếu như hai mét gốc anh em nuôi kém thì nó phải được 1 mét 8 là hơn nhau 80 phân. Thì cái giá trị của một cái cây lan bây giờ nó đắt hơn nhau một giá là khoảng một cây 10 thì 10 sen nó đắt hơn nhau 10 triệu ấy. Nhưng mà so tới cuối năm nó lớn khoảng hơn khoảng 8 90 cm Thì anh em biết rồi, là nó vượt lên khoảng nhân với 2 triệu một sen nó dư vào tầm khoảng 100 mấy chục triệu. Đấy, cho nên là cây to đẹp thì đắt anh em vẫn cứ mua. Còn những cái cây xấu mà mà kém yếu thì có thể là rẻ nhiều bác vẫn không mua đến sau sở thích của đa số toàn thể anh chị em nhưng mà thường thường là các bác đều lựa chọn như vậy đấy hoa thì em thấy phê chưa hoa rất là phê đấy phun một cái là sẽ lên hết mồng gốc như thế này nó lên cả kia luôn đấy cả nhà muốn kích kia thì kích rất là đơn giản tiêm cái gì cũng lên anh em chưa chơi live bao giờ khoan mũi tiêm nó cũng lên Nhưng không cần phải cầu kỳ kỹ thuật cao lắm cho nên là giá hoa trong cái thời gian gần đây là nó sẽ tăng rất là mạnh và có thể là tương lai nó sẽ còn tăng lên nữa nha các bác nhé. Hôm qua là em thấy một số anh lớn ở trong miền Nam mà đang đi gom HO rất là mạnh ấy. những cái nhà vườn gần như là lớn nhất cả nước ấy, là các anh đã gom HO rồi và gần như là năm nào cũng thế chu kỳ lan nó lên ấy, nó theo từng từng cây và nó nó lên thay nhau cả nhỉ như năm ngoái là phú thọ lên này Đấy, xong rồi một thời gian sau là phú thọ giữ giá này sau đó là ho lên này sau đó là hồng yên thủy lên này thì năm nay thì ho lên thì em nghĩ là tương lai mấy bữa nữa là sẽ chuyển sang cơn bão hồng yên thủy hồng yên thủy nó sẽ lại lên rất là mạnh ở cái thời điểm này thì đúng là thời điểm vàng để anh em có thể là đầu, đầu tư đầu tư có thể là xin lời xin lãi nhanh nhất cho toàn thể các bác ví dụ như bây giờ một cây lan như này gần như là hai mầm này của hai ngày nó sẽ lớn một sen và một sen nó sẽ sinh ra với giá chị bây giờ khoảng 5 đến 6 triệu một sen thì là anh em biết là, là lợi nhuận rất là cao nếu như anh em nào mà trong thời gian này mà buôn bán thuyết sóng về lan thì cực kỳ nhanh và một cái đặc điểm nữa đó chính là nhiều anh chị em đang lựa chọn cái hu này bởi vì là cây hu này nó đi vào cái cây cây tầm trung cái cây tiềm thức của anh chị em rồi và bây giờ nó gần như là rất là thân thuộc với toàn thể các bác rồi Thì đối với cái thân lá Cái dòng thân lá này bây giờ thì thực ra là Anh chị em nào mà chơi lan nhiều, chăm lan nhiều Thì gần như là anh em nhìn thấy cây lan Là anh em có thể đánh giá được khoảng 90% Cây đấy nó là cây năm cây trắng HO Thì tỷ lệ bị lừa hoặc là sai cây Gần như là giảm thiểu tuyệt đối xuống cho toàn thể các bác Gần như là anh em tránh được uh, tuyệt đối Không bị lừa sai cây hay là ấy cây nữa Bị lừa mất tiền nữa bởi cái cây nó rất là thân thuộc với anh em rồi nhìn quen rồi thì họ sẽ khó lừa các bác hơn. Đấy, Đấy anh chị em đợt này mà uh, bác nào đầu tư hay là muốn uh, đầu tư thì khuyên anh em thật sự là phải nhanh tay nhé các anh em trước đến thời cơ để đầu tư vào cây lan trong thời điểm này thì nó sinh đẹp mạnh. vậy em xin kết thúc video đây em xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác nhé.